Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spare Room. Hôm nay sẽ là bài viết nhìn lại quan hệ Mỹ-Trung từ 2016 đến năm 2020, các tác nhân gây bất đồng. Bài viết được viết và đăng tải trên website spareroom.com bởi tác giả Trần Quang Khải. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi đến nội dung chính của bài viết nhé. Những áp lực mâu thuẫn cạnh tranh dồn nén giữa Mỹ-Trung đã bung màn không còn giấu giếm úp mở trong các hành động đối ngoại, mà thay vào đó là sự cạnh tranh trực tiếp và toàn diện trên nhiều chiều, từ thương mại, chính trị, an ninh, công nghệ, v.v. Các xung đột đó được khơi mào trong 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, với giá trị Mỹ, với giấc mơ Mỹ, chiến lược Mỹ trên hết và đi kèm xác định đối thủ cạnh tranh ngôi vương số 1 của Hoa Kỳ chính là Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng không còn là chiến lược giấu mình chờ thời của Đặng Tiểu Bình, mà sự thay thế là giấc mộng Trung Quốc của Tập Cận Bình, với mong muốn rằng xé lợi ích nhanh nhất cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kể từ đó, hai nước công khai đối nghịch hệ tư tưởng và tranh giành lợi ích trên mọi mặt trận, trên các cấp quốc gia, khu vực và trường quốc tế. Mỹ và Trung Quốc đã khiến cho cả thế giới một phen chao đảo với những quyết sách ăn miếng trả miếng mà tính liên đới rộng khắp quốc tế. Cho dù các quốc gia thực hiện tranh giành lợi ích theo phương pháp giá trị đặc sắc riêng, đó là giá trị long mạch của Trung Quốc đối đầu với giá trị dân chủ của Mỹ, nhưng chúng đều nhắm tới mục đích đến dù thay tên đổi họ, đó là lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Sự đối đầu trực tiếp và toàn diện trong quan hệ Mỹ-Trung từ năm 2016 đến năm 2020 là một giai đoạn đặc biệt trong quan hệ quốc tế mà cả thế giới theo dõi từng biến động một. Tất cả đều nắm bắt mọi thay đổi để có các biện pháp ứng phó, và Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài câu chuyện đó. Những nguyên nhân bên trong. Tình hình nội bộ Trung Quốc. Từ năm 1978, thực hiện cải cách mở cửa, GDP của Trung Quốc tăng trung bình 9,4%, gấp 4 lần mức tăng trưởng của các nước phát triển, gấp 3 lần của thế giới và 2 lần của các nước đang phát triển. Nếu vào năm 1978, GDP của Trung Quốc mới chỉ đạt mức 147,3 tỷ đô, thì tới năm 2004, con số đó đã lên tới 1.640 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 11 lần. Sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế Trung Quốc đã tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới và là nơi các tập đoàn đa quốc gia lập cơ sở sản xuất. Đây chính là một trong những giai đoạn Trung Quốc vươn mình mạnh mẽ nhất. Nền kinh tế Trung Quốc vận hành hợp lý, cơ cấu ngành nghề không ngừng hoàn thiện. Năm 2016 là một năm được mùa của ngành nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực đạt tới 620 triệu tấn. Tăng trưởng của ngành dịch vụ trong 3 quý đầu chiếm tới 52,8% tăng trưởng của cả nền kinh tế, hơn 13,3% so với ngành nông nghiệp. Tiêu dùng góp 71% cho nền kinh tế, cao hơn 13% so cùng thời kỳ. Nhờ vậy, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định và lành mạnh, đem lại một khởi đầu tốt cho thời kỳ thực hiện quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 13, tức là giai đoạn nóng bỏng từ 2016 đến 2020 mà chúng ta sẽ bàn kỹ ở phần sau. Hiện nay, số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc MBS công bố vào ngày 16 tháng 4 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 1 năm 2021 đạt tới 24.930 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3.820 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2020. Dù đây là mức tăng trưởng quý kỷ lục, nhưng vẫn thấp hơn mức dự báo 19% trong kế hoạch phát triển nước đó. Từ đó có thể thấy kinh tế Trung Quốc được đánh giá cao như thế nào. Về chính trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc với vai trò lãnh đạo đất nước và được chỉ đạo bởi tư tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình gói gọn trong hai chữ phục hưng. Trung Quốc tích cực thực thi ngoại giao láng giềng nhằm bảo vệ được lợi ích cốt lõi hay là lợi ích quốc gia. Ngoại giao láng giềng có nghĩa là tăng cường chủ trương láng giềng hữu nghị và hợp tác thực chất với các nước xung quanh, cùng tạo nên môi trường khu vực hòa bình ổn định, bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng lợi. Đường lối này tiếp tục được Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc nâng lên một tầm mới, khi mà báo cáo Đại hội 18 không còn nêu lên những mục tiêu bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng nữa, mà thay vào đó là nhấn mạnh đến động tác tích cực, lợi ích từ việc phát triển của Trung Quốc đối với các nước xung quanh. Có thể hiểu là nâng tầm Trung Quốc, tạo điều kiện để các nước nhìn thấy lợi ích từ việc hợp tác với Trung Quốc. Trung Quốc có thể sử dụng nguồn lực của mình để giúp các nước láng giềng phát triển, và gần như là vị thế anh cả giống như Hoa Kỳ. Về ngoại giao chiến lược, tại Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng 10 năm 2017, sáng kiến Vành đai và Con đường đã chính thức được đưa vào điều kiện điều lệ đảng sửa đổi. Trung Quốc đã ký kết hợp tác với hơn 80 quốc gia.
Có thể thấy, chiến lược vành đai và con đường sẽ là kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc để thực hiện toan tính làm bá chủ thế giới, tạo thế đối đầu với Mỹ. Hơn nữa, con đường hướng ra biển của chiến lược này đã tác động vô cùng lớn tới cộng đồng ASEAN và biến Biển Đông trở thành vị trí địa chính quan trọng. Rõ ràng, tình hình nội bộ Trung Quốc về cơ bản là luôn ở trạng thái ổn định và đủ điều kiện để kiến thiết và phát triển đất nước. Có thể có những bất ổn, nhưng nó không đủ lớn và không đủ dài để tác động tới sự ổn định chính trị xã hội của Trung Quốc. Về kinh tế, từ sau cải cách của Đặng Tiểu Bình, nền kinh tế Trung Quốc đã có những bước đi sáng lạn và có vị thế vô cùng lớn trên chính trường quốc tế. Hơn nữa, Tập Cận Bình triển khai dự án chiến lược một vành đai một con đường nhằm thực hiện nhiều toan tính chính trị, mong muốn xây dựng giấc mộng Trung Hoa. Tình hình nội bộ Hoa Kỳ. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ với kế hoạch đầy tham vọng và quyết đoán Make America Great Again, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ta có thể thấy rõ ràng, ngay trong khẩu hiệu tranh cử và cũng trở thành tiên đề lý tưởng để xây dựng chính sách đối ngoại của Mỹ với hàm ý kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và làm nước Mỹ vĩ đại. Nhìn vào tăng trưởng kinh tế sẽ cho thấy được Trump có hành động đúng theo châm ngôn của mình hay không. Nền kinh tế chỉ tăng trưởng 1% trong nhiệm kỳ đầu tiên của Obama khi cuộc đại suy thoái diễn ra. Tăng trưởng được cải thiện lên tới 2,3% trong nhiệm kỳ thứ hai của Obama. Trong thời kỳ Trump, nếu không tính đến năm 2020, mức tăng trưởng trong 3 năm cầm quyền đầu tiên của Trump là 2,5%. Có thể thấy, nền kinh tế của nước Mỹ dưới giai đoạn cầm quyền của Donald Trump đã có tăng trưởng, tuy không nhiều nhưng cũng đã có sự tiến triển hơn đối với người tiền nhiệm Obama. Điều này vẫn làm tăng uy tín của Trump với cương vị lãnh đạo nước Mỹ và vẫn đủ khả năng kiềm chế sức mạnh đang tăng lên của Trung Quốc. Tỷ lệ thất nghiệp dưới thời Trump là 4% trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2020, với tỷ lệ thấp nhất là 3,5% vào tháng 9 năm 2019 và tháng 2 năm 2020, ngay trước khi ngừng hoạt động quốc tế để hạn chế sự lây lan của virus corona. Đây là mức chấp nhận được. Tóm lại, trong nhiệm kỳ của Donald Trump đã có những tín hiệu tốt từ xã hội khi tỷ lệ thất nghiệp đang ở những con số thấp. Từ đó, nó càng tạo thêm uy tín cho nhà lãnh đạo Donald Trump trong các tuyên bố về Trung Quốc đang lấy cắp trí tuệ của người Mỹ và đồng thời cả việc làm của họ. Về đối ngoại, Donald Trump tỏ ra là một con người cứng rắn và đặt nhiều lợi ích kinh tế hơn là lợi ích về chính trị. Ông tuyên bố rút hết vai trò của Mỹ trong các tổ chức mà Mỹ không hề được hưởng lợi về kinh tế và không giúp gì nhiều về chính trị đối với nước Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Trump tiếp tục duy trì sự hiện diện của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng mở rộng thành chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chính sách FOIP của Tổng thống Donald Trump đề cao sức mạnh quân sự, quan hệ song phương chiến lược nhằm đảm bảo những lợi ích quốc gia hướng về mục tiêu duy nhất là trật tự do Mỹ lãnh đạo. Chính sách này nhắm vào Trung Quốc một cách trực diện nhất. Tuy nhiên, sự cứng rắn đối với cả đồng minh đối tác trong chính sách khu vực và cách xử lý chính quyền của Trump đối với đại dịch COVID-19 vô tình tạo ra các tác động tiêu cực. Những vụ bê bối với đồng minh hay những khúc mắc trong những thương vụ về thiết bị y tế đã là những vết rạn nứt trong quan hệ của Mỹ với các đồng minh. Tỷ lệ ủng hộ Mỹ của dân các nước khu vực sụt giảm đáng kể, như Hàn Quốc 82%, Úc 51%, Ấn Độ 58%, Nhật Bản 59%, Philippines 34% và Indonesia là 21%. Tóm lại, tình hình nội bộ của nước Mỹ dưới thời cầm quyền của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ 2016 đến 2020 đã khiến cho nước Mỹ có nhiều biến chuyển lớn. Trong đó, có những khởi sắc tốt về kinh tế khi làm tốt hơn người tiền nhiệm Obama, đồng thời là về xã hội khi tỷ lệ thất nghiệp đang ở con số tương đối thấp. Hơn nữa, với chính sách đối ngoại cứng rắn của mình, Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép với Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Donald Trump xây dựng chiến dịch FOIP để tạo thế lực đồng minh để đối đầu với Trung Quốc trong khu vực. Những nguyên nhân bên ngoài. Sự chuyển dịch của thế giới sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thế kỷ thứ 21, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có những thay đổi mang tính căn bản. Thứ nhất, sức mạnh chính trị và tốc độ phát triển kinh tế của khu vực này tăng lên nhanh chóng so với các khu vực khác trên thế giới. Hiện nay, xuất khẩu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm tới 30% tổng lượng xuất khẩu trung bình của thế giới. Kim ngạch thương mại mỗi năm khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ vượt 1.000 tỷ USD, dự trữ ngoại hối chiếm 2/3 tổng lượng dự trữ thế giới. Thứ hai, sự trỗi dậy của Trung Quốc một mặt đem đến cơ hội kinh tế các nước xung quanh phát triển. Mặt khác,
lại làm cho họ cảm thấy e ngại và lo lắng trước sự cạnh tranh gay gắt, thậm chí là sự lấn át trên nhiều phương diện. Thứ ba, các quốc gia sở hữu hạt nhân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương không ngừng tăng lên. Sự theo đuổi các tổ chức phi chính phủ đối với vũ khí hủy diệt hàng loạt và việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ ở khu vực này đều có thể dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thêm gay gắt. Thứ tư, cơ chế hợp tác đa khu vực không ngừng tăng làm cho khả năng xuất hiện nhất thể hóa khu vực cũng có phần tăng lên. Nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của khu vực châu Á-Thái Bình Dương dựa vào những lý do đã nêu trên, sự điều chỉnh chiến lược mang tính bắt buộc của các quốc gia hoặc các chủ thể chính trị trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một số thay đổi trong khu vực kinh tế, thương mại hợp tác kinh tế giữa các chủ thể trong khu vực có ảnh hưởng lớn đến hoạt động đối ngoại của khu vực cũng như tác động đến quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu. Theo báo cáo của ADB, kinh tế châu Á ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn đối với thế giới, với GDP gần bằng với châu Âu hoặc là châu Mỹ. Hơn nữa, trong bối cảnh kinh tế EU và Mỹ tiếp tục tăng trưởng yếu ớt ở mức 1-2,5% một năm, châu Á được kỳ vọng là đầu tàu để vực dậy nền kinh tế thế giới. Có thể thấy, bước vào thế kỷ thứ 21, khu vực châu Á-Thái Bình Dương được đánh giá rất cao tiềm năng phát triển kinh tế và sẽ là khu vực chính trị nhộn nhịp nhất thế giới trong các quan hệ ngoại giao các nước. Chính vì những lợi ích tiềm năng về kinh tế cũng như toan tính mở rộng ảnh hưởng chính trị của các nước lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, do đó thật dễ hiểu khi khu vực châu Á-Thái Bình Dương luôn là tâm điểm của các chính sách đối ngoại và quan hệ hợp tác kinh tế chính trị, quân sự quan trọng của thế giới. Nhân tố ASEAN trong quan hệ Mỹ-Trung. Tam giác Trung Quốc, ASEAN và Mỹ ở Biển Đông ở thời điểm hiện tại bị thiếu cân bằng khi Trung Quốc đang chiếm ưu thế trên biển và trên các diễn đàn ngoại giao. Mỹ thì vẫn đang tìm kiếm cách thức để tiếp cận và đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy và ASEAN bị phân hóa về mặt thể chế có thể bị thao túng bởi bất kỳ nước chủ tịch hay thậm chí là một thành viên riêng lẻ nào. ASEAN đã trở thành một trong những vấn đề chính trong quan hệ Mỹ-Trung. Hiện nay, khi vấn đề Biển Đông trở thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc thì cách tiếp cận của Trung Quốc sẽ trở nên đồng bộ và thống nhất hơn. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là khi Trung Quốc tiếp cận vấn đề Biển Đông đồng bộ và thống nhất hơn, nôm na là dành nhiều sự quan tâm và thời gian hơn cho Biển Đông, thì lúc này họ sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới các yếu tố xung quanh Biển Đông như là thái độ của ASEAN, thái độ của Mỹ. Sẽ có những nước cờ linh hoạt hơn, mềm hay cứng, tùy thuộc vào diễn biến và có những toan tính sâu xa hơn, kỹ lưỡng hơn. Về phía Mỹ, Biển Đông không chỉ liên quan tới lợi ích chiến lược của nước này mà còn là uy tín của sức mạnh Mỹ. Nếu Trung Quốc tiếp tục sử dụng các biện pháp phi quân sự trên biển và áp dụng cách thức ngoại giao và kinh tế để chi phối chính sách của các nước ASEAN thì Mỹ cũng khó có thể can thiệp và gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Những gì mà Mỹ có thể làm để đối phó với chiến lược của Trung Quốc là bổ sung thêm các thành tố khác vào chiến lược của mình như yếu tố bán quân sự và kinh tế, tăng cường hợp tác và gắn chặt lợi ích của các quốc gia liên quan tới lợi ích của Mỹ. Nói nôm na, Mỹ tạm thời chưa thể nhúng tay vào được vì Trung Quốc vẫn còn chưa có các biện pháp mạnh. Vậy nên, Mỹ sẽ tranh thủ kết nạp thêm đồng minh trung thành với mình để có thể dễ dàng tung ra những nước đi trong tương lai. Tóm lại, những bất đồng trong quan hệ Mỹ-Trung không chỉ đến từ phía vấn đề Biển Đông mà còn rộng hơn nữa, đó là sự tương tác đối với cộng đồng ASEAN. Họ cố gắng gia tăng sức mạnh, ảnh hưởng của mình để tạo lòng tin cho các quốc gia thuộc khối ASEAN để tìm sự đồng thuận. Mục đích của họ là để lôi kéo thêm sự ủng hộ, đồng minh trong cách thức giải quyết xung đột tại Biển Đông và kiềm chế sự lớn mạnh của đối phương. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!